Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người, chào tất cả các bác. Hôm nay em xin mọi người khoảng 3 phút để em lưu lại cái tư liệu này là cái cây địa lan Kim Hoàng Hậu, để về sang năm 2020 có những cái bông lan nở thì em sẽ quay lại cây địa lan Kim Hoàng Hậu này. Năm nay do nở tật nên là nó bông dưới nó quá xấu nên là em đã cấu đi rồi. Đây là cái tổng thể dáng lá của cái cây địa lan Kim Hoàng Hậu. Mọi người thấy là dáng lá nó rất là to đúng không ạ? Đấy, thì cái mặt này nó lại là cái mặt chính, mặt dễ nhìn hơn thì nó lại hoa lại nở ngược. Đây là cái dáng lá tổng thể của cái Kim Hoàng Hậu. Lá rất là to, to như chiều trầu Tố Hà đấy. Đấy, rất là to. Và lá cong khá là đẹp. Và đuôi lá vặn. Đây là cái tổng thể của cái cây Kim Hoàng Hậu. Thì đấy là cái dáng lá Kim Hoàng Hậu. Thì nó là một cái dáng lá cây địa lan cũng rất là đẹp mỗi năm, nhưng năm nay thì nó không được đạt lắm, nở không đạt, với cả khi bây giờ mọi người do thời tiết với cả chăm sóc nó cũng khó khăn hơn, thời tiết càng ngày thì nó càng khắc nghiệt. Ở Hà Nội mà, em ở Hà Nội mà, thế nên thời tiết càng ngày càng khắc nghiệt nên là trồng lan nó khó hơn là các bác ở những cái vùng tỉnh khác. Thì đây là cái bông hoa của cái cây Kim Hoàng Hậu. Cây này thì nó không bị mất cần đâu mọi người nhé, các bác nhé. Đấy, hoa nó từ đây cơ. Và cái cần bên này nó từ đây này, nhưng nó đang bị tật rồi. Đấy. Thì đây là cái bông Kim Hoàng Hậu. Thì em xin phép các bác để em lưu nó vào hình ảnh và cái dáng thân lá để về sau còn nghiên cứu và tìm hiểu thêm về cái Kim Hoàng Hậu này sau. Chứ còn thì mấy năm trước thì em cũng tìm hiểu và cũng có, nhưng mà phải có những cái tư liệu lưu lại này thì mình mới biết được rằng là năm nay thực sự là nó nở đẹp đến đâu và sang năm nó đẹp đến đâu. Thì ví dụ như là cái cây đại hoàng cánh sen thế thôi, thì là cái cây đấy thì thực sự là cái video đấy của em nó cũng nở rất là đẹp đấy. Năm hình như đại hoàng cánh sen là nở năm 2018, Tết cuối năm 2019 thì nó nở rất đẹp. Thì đấy thì nó cũng là một cái tư liệu lưu lại rằng là đã từng có nở năm nở rất đẹp, nhưng có những năm nở không được đạt và xấu. Đấy là cái sự biến đổi của địa lan nó như vậy. Nhưng đây thì là một cái bông Kim Hoàng Hậu, thì là hoa nó màu vàng hơi ánh cam, vàng, nó không phải vàng ánh cam đâu, nó là vàng kiểu vàng đấy, sẵn sàng đậm đậm. Môi hoa nó màu vàng gươm, vàng hơi có ánh hồng, ánh đồng đấy, kiểu vậy. Thì đây là một cái bông Kim Hoàng Hậu để em lưu lại để có cái tư liệu để sang năm này xem nó nở đạt hơn hay không. Cảm ơn tất cả các anh chị đã quan tâm. Xin phép em dừng video đây. Sang năm thì em sẽ quay lại cái video cây Kim Hoàng Hậu vào năm tới, thì có thể là hoa sẽ đẹp hơn. Em sẽ cố gắng chăm sóc nó bằng tất cả những công sức mà mình có thể cố gắng. Cảm ơn tất cả các bác. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác vào những video sau. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại.